hiện thực phẩm quý hơn vàng giúp ngăn ngừa ung thư, quét sạch khối u, càng ăn càng sống thọ. Quý vị khán thính giả thân mến, thực phẩm sử dụng hàng ngày và chế độ dinh dưỡng khoa học lành mạnh là yếu tố quyết định sức khỏe của chúng ta, đồng thời hỗ trợ phòng chống nhiều căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt là ung thư. Trong video ngày hôm nay, kênh Ăn Sạch Sống Khỏe sẽ chia sẻ với bạn những thực phẩm chống ung thư tốt bạn nên bổ sung thường xuyên. Phát hiện thực phẩm quý hơn vàng giúp ngăn ngừa ung thư, quét sạch khối u, càng ăn càng sống thọ. Ung thư là căn bệnh đáng sợ đang ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta trong thập kỷ qua. Theo các chuyên gia, dù không phải là giải pháp duy nhất, nhưng việc duy trì một chế độ ăn uống cân bằng không chỉ tác dụng đối với việc ngăn ngừa ung thư mà còn tăng cường sức khỏe một cách tổng thể. Dưới đây là những thực phẩm chống lại ung thư ai cũng cần biết. 1. Nghệ. Nghệ không phải là loại thực phẩm xa lạ mà đã vô cùng quen thuộc đối với mỗi chúng ta. Nghệ có rất nhiều công dụng như làm lành sẹo, hỗ trợ điều trị dạ dày, làm đẹp da. Không chỉ vậy, hàm lượng curcumin có trong nghệ còn là chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh, giúp cho việc ngăn cản sự phát triển của tế bào ung thư. Trong một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hàm lượng curcumin có trong nghệ sẽ làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư trong đường tiêu hóa như ung thư dạ dày, ung thư thực quản. Bên cạnh đó, các thành phần có trong nghệ còn ngăn ngừa được các loại ung thư khác nhau, cải thiện chức năng gan do làm giảm cholesterol có trong cơ thể, làm tăng cường sức đề kháng để chống lại các căn bệnh. 2. Quả mọng. Hãy ăn thêm các loại quả mọng như việt quất, mâm xôi, nam việt quất, nho đen, dâu tằm, dâu tây. Ngay sau khi đọc bài viết này, chúng không chỉ còn ngon mà còn nhiều chất chống oxy hóa, giúp chống lại các bệnh thoái hóa. Chúng cũng chứa nhiều nước, đường tự nhiên, chất xơ giúp cho bạn có làn da căng bóng và cơ thể khỏe mạnh. 3. Các loại đậu. Các loại đậu luôn được biết đến là thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lượng chất xơ cực kỳ cao. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sử dụng chất xơ trong bữa ăn hàng ngày có thể giúp bảo vệ chống lại ung thư đại trực tràng và có khả năng làm giảm tới 40% nguy cơ mắc bệnh ung thư. Không chỉ có chức năng bảo vệ, các loại đậu còn có khả năng chống lại các loại tế bào ung thư đã và đang tiến triển. Theo The Epoch Times, một nghiên cứu trên chuột sử dụng thường xuyên đậu trắng và đậu đen có khả năng làm giảm đến 75% sự phát triển của tế bào ung thư. Các loại đậu là những thực phẩm vô cùng dễ tìm và chế biến như đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh, đậu trắng. Bạn có thể sử dụng các loại đậu để nấu chè, chế biến canh hay chế biến thành bột để pha nước uống và rất nhiều món ăn khác từ đậu. 4. Rau xanh đậm. Nếu bạn không ăn rau xanh thường xuyên thì hãy thay đổi thói quen ăn uống từ hôm nay. Rau xanh đậm như rau bina, bông cải xanh, cải xoăn và lá khoai lang đều là những lựa chọn tốt. Chúng giàu axit folic, sắt và canxi, vitamin A, vitamin C giúp bạn khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần. 5. Các loại rau cải. Các loại rau cải là một trong những thực phẩm không thể thiếu trong danh sách những thực phẩm phòng chống ung thư. Trong các loại rau cải như cải bắp, cải xanh, cải củ có chứa nhiều thành phần như vitamin C, E, B9 và K, carotenoid và khoáng chất. Đặc biệt trong các loại rau cải, cải xoăn được Tổ chức Y tế Thế giới WHO gọi là vua của các loại rau bởi trong cải xoăn có chứa nhiều thành phần như vitamin A, B, C, K, mangan, đồng, sắt và phốt pho giúp ngăn ngừa và phòng chống các loại ung thư như ung thư bàng quang, ung thư miệng, ung thư vú, ung thư thực quản và ung thư phổi. 6. Cá giàu omega 3. Nhiều người sai lầm khi cho rằng để ngăn ngừa ung thư và bệnh tật nên hạn chế ăn thịt và chỉ ăn thực vật. Bạn hãy chọn các loại cá giàu omega 3 như cá mòi, cá thu đao, cá bơn, cá thu, cá hồi, cá ngừ. Chúng cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và giúp máu lưu thông tốt hơn, tim khỏe hơn, não hoạt động hiệu quả hơn. Đừng lo nếu bạn ăn chay, hạt vừng, hạt bí ngô, hạt lanh cũng giúp bạn bổ sung omega 3 khá tốt. 7. Cà rốt.
Cà rốt là một loại thực phẩm có chứa alpha-carotin và beta-carotin. Đây là những chất có khả năng ngăn ngừa các bệnh ung thư. Thường xuyên sử dụng cà rốt có thể giúp cơ thể phòng ngừa được một số bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư vòm họng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dạ dày, ung thư ruột, ung thư phổi. Bạn có thể dùng cà rốt tươi để xay nước ép uống hoặc có thể ăn sống trực tiếp. Khi chế biến cà rốt để lưu giữ hàm lượng vitamin, bạn nên luộc hoặc hấp cà rốt thay vì nướng. 8. Các loại hạt và quả sấy khô. Quả óc chó, quả hạnh, quả phì, quả hồ chăn, hạt mắc ca, hạt điều, hạt thông đều được liệt kê vào danh sách này. Không chỉ có mùi vị tuyệt vời, chúng còn nhiều dinh dưỡng và rất tốt cho trí não, tăng đề kháng. Tuy nhiên, chúng có hàm lượng calo cao và giá cũng không rẻ. Nên cách thông minh là hãy ăn luân phiên, đừng ăn quá nhiều. 9. Cà chua. Trong cà chua chứa nhiều thành phần như vitamin A, C và E, lycopene. Đây là những hợp chất phòng chống ung thư. Lycopene có khả năng chống lại các gốc tự do và các tế bào ung thư vì bản thân nó là một chất chống oxy hóa. Không chỉ vậy, trong cà chua còn rất giàu vitamin C, loại vitamin có khả năng làm giảm tổn thương tế bào có thể dẫn đến ung thư. Bởi vậy mà cà chua được biết đến là thực phẩm phòng chống ung thư tuyệt vời đối với các loại bệnh ung thư như ung thư tuyến tụy, ung thư ruột kết, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Bạn có thể sử dụng cà chua để chế biến các món ăn như canh, xào hay ép nước uống hoặc món salad. 10. Các loại dầu tốt cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho thấy lượng chất béo được nạp vào cơ thể qua dầu ăn vượt quá tiêu chuẩn đến mức nghiêm trọng ở phần lớn mọi người. Để bảo vệ mình và cả gia đình khỏi bệnh béo phì, tim mạch, hãy hạn chế dầu ăn công nghiệp và sử dụng thêm dầu ô liu, dầu trà đắng, dầu mè, dầu đậu nành nguyên chất để nấu ăn. Các loại dầu này cũng chứa nhiều loại omega 3 tốt, hỗ trợ sản sinh collagen. Còn nếu bạn muốn dùng trực tiếp hoặc dùng cho trẻ nhỏ, các loại dầu cá cũng là lựa chọn tuyệt vời. 11. Vỏ chanh tươi đông lạnh. Trong nước cốt chanh có rất nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể, đặc biệt là khả năng thanh lọc và đào thải độc tố. Tuy nhiên, chỉ trong vỏ chanh mới chứa nhiều chất limonoid có tác dụng ngăn chặn và hỗ trợ việc điều trị ung thư. Theo tổ chức CSIRO, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Austria khuyến cáo mỗi người nên tiêu thụ khoảng 150g vỏ chanh hoặc vỏ cam đông lạnh trong một tuần để phòng chống ung thư hiệu quả hơn. Bởi khi đông lạnh sẽ giúp lưu giữ được lượng tinh dầu cùng các chất chống oxy hóa trong vỏ chanh. Bạn có thể cho cả trái chanh đã rửa sạch vào trong ngăn đá tủ lạnh cho đến khi đông lạnh lại thì bào nhỏ ra để chế biến thành nước uống thường xuyên. Bên cạnh đó, việc thường xuyên uống nước ép cam, chanh, đặc biệt nước chanh ấm vào buổi sáng sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe đáng kể. 12. Ngũ cốc nguyên hạt. Chắc chắn đây không phải lần đầu bạn nghe các chuyên gia khuyên rằng nên ăn các loại ngũ cốc nguyên hạt giàu dinh dưỡng và chưa qua chế biến. Gạo lứt, hạt kê, yến mạch, kiều mạch, lúa mì nguyên cám, lúa mạch đen và còn rất nhiều loại khác cho bạn lựa chọn. Đừng lo vì sự đa dạng cho thực đơn hàng ngày của bạn. Đặc biệt, chất xơ từ ngũ cốc nguyên hạt sẽ mang thức ăn và calo không tiêu hóa khác ra khỏi cơ thể. Chúng cũng hỗ trợ giảm cân và tiêu hóa tốt. 13. Khoai lang. Việc ăn khoai lang thường xuyên sẽ giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và phòng ngừa được nhiều bệnh tật. Bởi trong khoai lang có chứa chất chống oxy hóa, axit caffeic, polyphenol và chít caffeoquinic acid. Những hợp chất chống oxy hóa này đều là những hợp chất có khả năng ngăn ngừa và chống lại ung thư thận, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư mật và ung thư vú. Bạn chỉ cần luộc hoặc nướng là đã có một thực phẩm hữu ích để có thể bảo vệ sức khỏe cho cả bản thân và gia đình. 14. Tỏi. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh hợp chất allicin trong tỏi có khả năng tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, giúp phòng ngừa ung thư hiệu quả.
Ngoài ra, một số hợp chất khác trong tỏi như lưu huỳnh, flavon và flavonoid giúp góp phần ngăn cản quá trình phát triển của các tế bào ung thư như ung thư vú, ung thư phổi và ung thư trực tràng. 15. Trà xanh. Chất polyphenol trong trà xanh được chứng minh là có khả năng phòng chống ung thư hiệu quả. Do đó, việc thường xuyên uống trà xanh đã được chiết xuất có thể giúp làm chậm sự phát triển của các khối u. Ngoài ra, đối với những bệnh nhân đang điều trị ung thư, có kết hợp uống trà xanh có thể giúp tăng tỷ lệ sống sót, kéo dài tuổi thọ so với những bệnh nhân không uống trà xanh. 8. Thói quen lành mạnh phòng tránh bệnh ung thư. 1. Tâm trạng tốt. Những người lạc quan có tỷ lệ tái phát ung thư thấp và thời gian sống sót lâu dài. Lo lắng, trầm cảm, căng thẳng, sợ hãi, bi quan và các vấn đề tâm lý khác là cảm xúc không thể tránh khỏi của nhiều bệnh nhân ung thư. Nhưng tâm trạng lại liên quan mật thiết đến sự xuất hiện, phát triển, di căn và tiên lượng của tế bào ung thư. Nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy, ở những bệnh nhân đã điều trị ung thư, những bệnh nhân có tâm trạng tốt, tinh thần lạc quan, có tỷ lệ tái phát bệnh thấp và thời gian sống lâu hơn. Trong khi những bệnh nhân bi quan, chán nản, có tỷ lệ tái phát cao và thời gian sống sót ngắn hơn. Trầm cảm là một số nhân tố có hại rất lớn cho việc điều trị và phục hồi thể chất. Vì vậy, việc duy trì tâm trạng tốt là điều rất quan trọng để đẩy lùi các tế bào ung thư. 2. Tập luyện thể dục thể thao. Dù là chạy bộ, bơi, yoga, đạp xe thì đều rất tốt cho sức khỏe. Bởi sau khi vận động, thể chất và khả năng miễn dịch trở nên mạnh hơn và khả năng tái phát ung thư sẽ nhỏ hơn. Tập thể dục rất quan trọng đối với sự phục hồi của bệnh nhân ung thư. Ví dụ như, đối với bệnh nhân xạ trị, tập thể dục thể thao hợp lý có thể thúc đẩy sự phục hồi nhanh chóng của các chức năng tạo máu, giúp cơ thể sử dụng nhiều tế bào miễn dịch và các chất miễn dịch, nâng cao toàn diện khả năng kháng bệnh. Tập thể dục còn ngăn ngừa và giảm loãng xương, giảm tai biến. Tập thể dục phù hợp thường xuyên có thể làm giảm hiệu quả và sự tái phát di căn của ung thư phổi, đồng thời cải thiện đáng kể thể lực và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tất nhiên, nên chọn bài tập phù hợp với thể trạng của bản thân và tránh các bài tập cường độ cao. 3. Tắm nắng. Theo nhóm nghiên cứu từ Đại học Michigan, vitamin D có thể làm chậm quá trình tế bào ung thư chuyển từ tổn thương sang ung thư trạng thái ung thư và kiểm soát sự phát triển của tế bào ung thư. Đối với bệnh nhân ung thư phổi, vitamin D là một trong những yếu tố giúp giảm nguy cơ tử vong do ung thư phổi, đồng thời giúp ngăn ngừa các phản ứng có hại nghiêm trọng có thể xảy ra trong quá trình điều trị bằng liệu pháp miễn dịch. Cách đơn giản nhất để bổ sung vitamin D là tắm nắng đúng cách, nhưng lưu ý tránh nắng gắt, phơi nắng khoảng 10 phút mỗi ngày để có thể mang lại hiệu quả tốt. 4. Không thức khuya. Theo nghiên cứu, giấc ngủ giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Những người ngủ đủ giấc có hiệu suất kích hoạt các tế bào T trong cơ thể cao hơn những người ngủ kém. Tuy nhiên, rối loạn giấc ngủ là một biến chứng phổ biến của bệnh nhân ung thư. Cơn đau vết mổ và những cảm xúc tiêu cực khác sau những khi phẫu thuật có thể khiến bạn không thể ngủ yên, bất kể là bạn khỏe mạnh hay từng bị ung thư. Hãy cố gắng cải thiện chất lượng giấc ngủ, cố gắng đi ngủ và thức giấc vào một giờ cố định và kiên trì trong thời gian dài. Tắt máy tính và các thiết bị điện tử khác trước khi đi ngủ, tránh ăn no trước khi đi ngủ, tắm nước nóng, đọc sách, thiền trước khi đi ngủ, hạn chế tiêu thụ caffeine, cà phê, trà, soda và uống rượu. 5. Giữ cân nặng bình thường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng béo phì có thể ảnh hưởng đến sự tái phát của ung thư gấp nhiều lần so với những người có cân nặng bình thường. Phụ nữ béo phì có nguy cơ tử vong vì ung thư cao hơn 88%. Vì vậy, khi bạn ăn quá nhiều, không tập thể dục, khiến cân nặng tăng, mất kiểm soát, khả năng ung thư rất cao. Hãy cố gắng chú ý giữ gìn vóc dáng. Đây cũng là biện pháp để ngừa ung thư. 6. Ăn uống lành mạnh. Sức hấp dẫn của nhiều món ngon như thịt nướng, gà rán, lẩu khiến nhiều người không thể cưỡng nổi.
Tuy nhiên nếu ăn quá nhiều, không chỉ khiến bạn tăng cân mà còn làm tăng nguy cơ tái phát ung thư và di căn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng béo phì do chế độ ăn nhiều chất béo sẽ nuôi tế bào ung thư và khiến các tế bào miễn dịch bên trong khối u bị chết đói, làm suy yếu khả năng chống ung thư và đẩy nhanh tốc độ phát triển của khối u. Ngoài ra, ăn kiêng mù quáng và đơn giản hóa chế độ ăn uống là không tốt. Cố gắng cân bằng dinh dưỡng, ăn đủ chất đạm và kiêng kỵ hợp lý mới giúp cơ thể có đủ dinh dưỡng, nâng cao khả năng kháng bệnh, phục hồi thể lực. 7. Bỏ thuốc lá và rượu. Như chúng ta đã biết, hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân lớn gây ung thư. Thuốc lá rất có hại cho hệ hô hấp của con người. Chất nicotine có thể gây ung thư trong tế bào. Còn uống nhiều rượu gây kích thích mạnh vào màng nhầy của đường tiêu hóa. Rượu cũng cần được chuyển hóa bởi gan. Đối với một bệnh nhân có gan đã bị suy yếu, nó sẽ làm tăng áp lực đối với quá trình chuyển hóa gan, lâu dần có thể dẫn đến ung thư gan. 8. Tránh xa bức xạ. Để tránh bị ung thư, nhiều người đến bệnh viện yêu cầu chụp CT để phát hiện và điều trị sớm. Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới an toàn cho cơ thể con người khi tiếp nhận lượng bức xạ không quá 5 MSV trên 5. Mặc dù dưới góc độ tầm kiểm soát khối u, việc kiểm tra chương trình có lợi cho sức khỏe như chụp CT quá nhiều trong thời gian ngắn cũng có hại. Quý vị thân mến, trên đây là những thực phẩm chống ung thư hiệu quả cao mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn là chữa bệnh, nên quý vị và các bạn hãy chủ động để bảo vệ sức khỏe của bản thân mình nhé. Ban biên tập chương trình xin khép lại video tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.